ngành công nghiệp không khói đang có những khởi sắc rất tốt vào nửa đầu năm 2023. Vì thế tận dụng đà tăng trưởng này mà rất nhiều hãng hàng không đã liên tiếp nối lại các chuyến bay giữa Việt Nam và đi quốc tế. Cụ thể như là hãng hàng không Vietjet đã chính thức mở lại đường bay thẳng kết nối Đà Nẵng cùng với đảo Ngọc Phú Quốc và đi Hồng Kông Trung Quốc đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Theo đó, đường bay Phú Quốc Hồng Kông đã trở lại với 3 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy với mức giá vé hấp dẫn chỉ khoảng 90.000 đồng một chiều. Đường bay Đà Nẵng Hồng Kông với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật với giá vé chỉ khoảng là 70.000 đồng một chiều, nhưng mà đây là giá vé trần chưa bao gồm các mức thuế và phí cộng vào đâu. Giá thì sẽ còn tốt hơn khi vào mỗi ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu hàng tuần, từ nay cho tới hết 31 tháng 12 năm 2023. Nếu mà các khách hàng có thể săn vé quốc tế thì còn có thể chạm mức giá trần là 0 đồng. Quý vị có thể truy cập vào đường link www.vietjet.com hoặc là ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay linh hoạt là từ ngày 10 tháng 8 cho tới ngày 31 tháng 3 của năm sau.